Novaland muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Ngày 13 tháng 12, Novaland công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh giảm lượng phát hành cổ phiếu riêng lẻ, gia hạn phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Cụ thể, Novaland vừa công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua trong các nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 và năm 2023. Đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành dự kiến trước đây là một chia một được đề xuất thay thế bằng 10 giờ 6 phút. Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nội dung thay đổi chủ yếu là số lượng phát hành được điều chỉnh từ 975 triệu 52.269 cổ phiếu còn tối đa 200 triệu cổ phiếu. Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và năm 2023 thì gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của hội đồng quản trị và làm rõ đối tượng phát hành là thành viên hội đồng quản trị, người lao động của công ty và công ty con theo danh sách do hội đồng quản trị phê duyệt. Các đề xuất trên nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu. Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi kèm chứng quyền mã NVL52204 do công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký này theo quy định tại nghị định số 65/2022/NDCP do chính phủ ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2022, thông tư số 32/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2023. Theo Novaland, với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi. Nhằm giảm áp lực tài chính cho công ty, Novaland đã và đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các bên bảo đảm. Chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên cùng đồng hành, hỗ trợ công ty trong suốt quá trình tái cấu trúc. Theo đó, Novaland trình xin ý kiến các cổ đông liên quan đến chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật và trình cổ đông thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn cho tất cả các bên khi sử dụng tài sản là bất động sản cổ phiếu vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của novaland